Xin chào tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này trên cái nick của bạn Cường Soi 997. À quên. Ok, thì mình sẽ vào trang bị để xem hôm nay thì mình sẽ chơi về vị tướng gì đây. Luka thì mới làm này, Tara cũng mới làm này, Laurie cũng mới làm, Van Heel, Triệu Vân mới làm hết luôn. Bây giờ Violet thì quá quen thuộc rồi. Gindu ha. Gindu thì hôm trước thì mình cũng mới làm rồi. Mình cũng mới làm clip Gindu ở đây gần đây mà cũng chưa có ai xem. Hôm nay thì mình sẽ chơi về ở Morgana đi. Ui giời ơi, lâu lắm rồi chưa làm clip về Morgana. Ok thì mình sẽ trang bị Zuka đâu Morgana như thế này nhá. Phượng Hoàng Lệ này. Rồi giày Hermes. Trượng băng nhá. Áo choàng băng giá. Sách chi hồn và món cuối cùng sẽ là sách thánh. Đấy, mình sẽ trang bị như thế này và đi leo rank. Hôm nay thì mình sẽ làm clip trên cái nick của bạn này. Ok thì mình sẽ vào trận thôi. Tuyệt vời ông mặt trời. Để xem ngày hôm nay mình chơi Morgana như thế nào nhá. Cái con vị tướng Morgana này rất là ít khi thấy. Khá là lâu rồi. Mình sẽ sử dụng cái trang bị đó là tốc biến nhá. Bảng ngọc của bạn ấy thì có 60 thôi, không phép được 5 năm. Bảng ngọc này xác định là bảng ngọc cấp 2 rồi đấy, 60 chắc chắn là cấp 2 rồi. Bảng ngọc vùi vát với mà, đúng không? Nhưng mà không sao, có gì thì mình chơi đấy. Mình không có đòi hỏi, đấy. Đơn giản, rất dễ dàng. Triệu Vân đi rừng à? Ôi dồi ôi, Toro gì mà quất trong 150 năm trận luôn à? Vãi à cậu, cậu chơi Toro gì mà ghê thế? Đó, Toro chơi nhiều quá, đó là cả một nghệ thuật đấy. Chơi nhiều quá, đâm ra nó hóa. Hóa gì thì mình không biết đâu ấy. Nhưng mà Toro là một vị tướng khá là... kiểu như là nó khá là trâu bò thôi. Chứ thực sự là nó đánh nó không có đam đâu. Đánh thường của nó đến bao giờ mới chết được con lính. Hôm trước thì mình có cầm làm clip Toro đi rừng rồi các kiểu. Trời ơi mọi người, mấy clip đấy toàn là clip người ta xem nhiều. Đã lắm. Cũng khá lâu rồi mình chưa làm clip về vị tướng Toro. Không biết mọi người thích xem không ta. Và đấy cầm cấp cứu. Tại mình hôm nay có Van Helsing AD, Triệu Vân Quang Vinh thì đi rừng à. Còn Zuka thì sẽ đi đường trên. Bên kia thì có Fenix đi rừng này, Lữ Bố, con nhà mày. Ủa, cái tên gì kỳ vậy. Có Tara nữa. Tara Van Heel luôn. Van Helsing, bạn Van Helsing thì bạn là giống mình nhỉ. Sử dụng cái trang phục mặc định. Cái trang phục mà hoàng tử quạ đó thì lại không sử dụng. Rất là hay. Nói chung là dạo này mình đi đâu trận nào cũng gặp AD nhiều. Trận nào cũng có AD. Đây sẽ lại xạ thủ mà, không chơi AD chơi cái gì đúng không? Đây bên kia có đường giữa là Natalia. Thì hôm nay mình sẽ đối đầu với cả Natalia. Để xem trận ngày hôm nay sẽ như thế nào nhá. Linh sẽ xuất hiện sau 5 giây. Thì mình cũng xin nói thêm cái vấn đề về vị tướng Morgana này ít được sử dụng tại vì nó không có cái chiêu gì chạy được. Đâm ra thì nó khá là ít người sử dụng nó. Nó rất là tù luôn. Không có chiêu gì khống chế này. Cũng không có chiêu gì mà giống như là tốc độ biến, giống như là tốc biến chẳng hạn á. Không có luôn. Làm sao được cái thì nó xanh nên rất là khó chịu. Cái chiêu 2 của nó bút máu với cả chiêu cuối nó rút máu hoài luôn ấy. Nếu như mình xanh một cái bên kia đánh sẽ rất là khó chịu cho bên kia. Nhưng với một điều kiện đó là có thể có tank cơ. Vị tướng Morgana chỉ đứng sau bút thôi. Chứ nếu mà ra solo thẳng mặt thì mình không xanh thì mình chỉ ngang đổ với họ solo chứ chắc ra nó đâu. Thì thế nên là Morgana khá là yếu đuối. Ê, quay, mình đi. Xin lỗi, căng thế. Mém nó lại teo. Thật luôn, tí là teo vào đấy. Không cầm tốc biến là ngoéo rồi. Ôi, bố đi gành sớm thế nhở. À đường dưới chắc các bạn ấy thảnh thơi lắm hay sao ấy. Không có việc làm ấy mà. Thì cái con mà gân ga này thì mình sau này ý mạnh nhá. Lúc đầu nó rất là yếu. Nếu như mà mình cố gắng lúc đầu mà cố gắng hổ báo lên ấy, thì chỉ có đường thiệt hại cho mình thôi chứ chẳng làm gì được hết á.
tại vì cái bản chất của nó mà vậy mà. Về cuối mà khi nó khoảng nó được 4-5 món rồi nó đó nó mới máu được, mới hổ báo cáo trồn được. Ấy chà chà, bạn ấy đi qua cướp rừng người ta như đúng rồi nhỉ. Ôi bây giờ mình mới để ý là hình như thím Toro, thím chơi trò trốn tìm ở trong nhà hay sao ấy, hay là chơi trò AFK hay sao ấy trời, quá trời trưởng. Rồi xong trận này xác định rồi nhá, thì mình chỉ có 4 người đánh với 5 người sao được đây, bên kia họ ăn rừng hết rồi. Nếu mà 4 đánh 5 thì mình phải đi rừng kìa, may ra. Trời nó đau vãi ở chỗ luôn đấy, mắm chết, thịt thế không biết. Ăn gì mà mạnh thế, đúng rồi hay quá, một ma. Rồi trụ bắn chết. Biết ngay mà, mình nói đâu có sai đâu. Trời ơi, mình đang nhỏ bên trên, cái bên dưới bạn ấy còn sơ múi mình chứ. Vớ vẩn thế không biết. Quá là vớ vẩn luôn. Cố lên. Giờ mình chả biết làm sao đây. Hiện tại thì em mình vẫn đang giữ trước bên kia với tỷ số là 2-0 ấy. Nhưng mà trận đấu ngày hôm nay thì nếu mà 4-5 thì theo mình thấy nếu mà team mình hay thì vẫn có thể lật kèo được. Tại vì bạn kia bạn AFK từ đầu đến giờ luôn, cũng vào luôn đấy nhỉ. Khổ thế chứ. Rồi, chết này. Đó, lúc đầu bạn còn khoe thông thạo là mình gớm chứ. Lúc đầu bạn khoe thông thạo ấy, đánh 100-mấy chục trận luôn ấy. Thế mà cuối cùng ngoài trận các bạn nằm ở nhà luôn. Chắc là bạn có việc gì rồi. Khổ quá. Thế game mobile này đôi lúc mình cũng phải bỏ dở công việc của mình. Ý lộn, mình cũng phải bỏ dở game của mình, lo cho cái công việc của mình ấy, công việc chính của mình. Mình bây giờ đi về một cái là mất trụ ngay. Ây. Ủa báo thế nhỉ, trụ bắn cho phát nữa thì chết bây giờ. Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ hả? Xịt cái gì? Natalia này. Man. Hết chu cuối rồi, bạn làm gì vào nhau. Ôi thôi xong rồi. Và trụ đứng trên cũng mất luôn. Thôi xong, xác định trận này rồi. Trời ơi, bạn kia bạn AFK mới đâu chứ. Có Toro thì ngon rồi. Dính trưởng, trận này dính trưởng rồi. Nếu mà trận này thua thì mình sẽ làm thêm một trận nữa nhá. Có nghĩa là mình chơi thêm một trận nữa. Clip này mình sẽ làm 2 clip nhá. Hai trận đấu nhá. Thường thường thì nếu mà thua thì mình sẽ chơi thêm một trận nữa. Đen quá, không biết nó sao chuyện này. Tại vì bạn kia bạn AFK. Khổ ghê. Chơi game mà chắc bận quá. Thế mà bạn mới vào chọn tướng được mới hay. Vớ vẩn thế. Bạn này còn nhây với tớ à? Bạn thích nhây không? Rồi xong, 3-4 người luôn kìa. Vãi. Đông thế này sao mà chơi. Tạt mí giờ mình không biết làm gì luôn ấy. Khổ. Rồi, thịt tương ớt rồi. Trận đấu ngày hôm nay mình không biết là sao đây nữa, nhưng mà chắc trận này thua mất rồi. Chán quá cơ, bạn kia bạn AFK từ đầu trận đến giờ luôn. Không biết mọi người có gặp cái tình trạng này không ta? AFK mà không vào luôn ý. Từ đầu trận đến khi mà chọn tướng xong một cái là thôi đó, đứng đấy AFK luôn, chán. Mình lâu cũng gặp một trận thôi, nhưng mà thường thường họ chơi một lúc rồi họ mới AFK. Chứ nếu mà mới vào trận mà AFK giống như bạn Toro tên mình thế này ít khi thấy, thường họ chơi được một lúc rồi họ mới AFK kìa. Ra đây. Thế mình bạn Yuka bạn này đánh kém quá. Đó lại chết nữa rồi, dính là trưởng nữa rồi, dính trưởng này. Ô. Mạnh thế, ui giời ơi. Khổ báo vãi luôn đấy.
chắc có lẽ mình không cầm cự được rồi, tay mình yếu quá. Ôi ôi, nó còn tí máu kìa, còn tí máu kìa. Đó, được một em. Em chết 4 chết 6 thôi, nhưng mà bên kia nó biết là tem mình thiếu người, nó khôn. Nó đi nó đẩy chết trụ luôn, chứ không giống như là những người khác họ đi đánh nhau đâu. Tem mà thấy mình thiếu người một cái là họ đi họ đẩy trụ, rất là lợi luôn, tại vì thiếu người làm sao mà giữ trụ được. Đó, được hai mạng luôn rồi, ngon. Được khi nào là kèo trận này không ta? Kèo trận này là hơi bị kinh khủng ấy. Nói chung là cứ cố gắng thôi, chứ mình cũng không biết thế nào được, cứ cố gắng tập trung chơi thôi, biết sao giờ. Trời ơi, bạn Zuka bạn ấy 1-3 luôn rồi. Zuka mà yếu thế. Rồi, xịt tướng ớt chết luôn. Giết luôn này, đằng sau này, đúng rồi, giết luôn. Ồ, thôi xong, thôi xong. Thôi xong, thôi xong. Thôi xong, thôi xong, thôi xong. Thôi xong. Ôi chết người rồi. Bây giờ mình sẽ quăng cái chiêu một ở đây. Đấy, tên bên kia chỉ cần nhiễm độc khoảng cỡ 4-5 điểm cái là mình giựt chiêu cuối một cái là một khúc máu ngay. Thả cái chiêu một đây này, bên kia khỏi lên nhá. Giật chiêu cuối một cái này, ôi nó vẫn lao vào kìa vãi. Hết máu rồi. Rồi xong, rồi xong. Vậy thôi nằm xuống rồi. Trời ơi, mình phải chụp cuối để giết con lính thôi đấy. Thế mà giết được thật. Vãi là trưởng. Lao vào, lao vào, lao vào. Em lao vào làm gì? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Chết, 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 chết. Chết, chết người, chết người, chết người. Chết người, chết người, chết người, chết người. Hay quá, chủ nó bắn chết luôn kìa. Bạn ấy bị đơ máy sao, bạn đứng đứng ngơ ngơ vậy. Chắc là chắn là ngơ máy, đơ máy rồi. Không di chuyển được. Giờ chắc đang ức chế đập điện thoại luôn đấy. Kiểu là tại sao vậy? Tại sao những lúc quan trọng người ta lại không chạy được? Ức chế. Bùm. Xong. Thế là ngày mai lại có iPhone 10 xài. Sướng. Giờ mình bây giờ xem mình cái thủ trụ này chắc có lẽ. Rồi, áo tràng mang giá được trang bị rồi. Nào 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 à à à ơ ơ lao vào ơi mến thầy. Cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên. Rồi xong, mất trinh rồi. Thế thế là mất trinh luôn. Chả biết nó làm sao bây giờ nữa. Team mình bây giờ bảo là AFK từ đầu trận cuối trận rồi. Thế team mình cũng kém nữa, thôi thua rồi. Mình sẽ chơi thêm một trận nữa nhá. Vẫn đang cố gắng. Ý chí chiến đấu kiên cường và bất khuất. Đúng là con người Việt Nam. Giờ mình sẽ cố gắng thủ trụ nhá. Xem mình mất hai đường trên, đường giữa rồi. Còn đường mỗi đường dưới thôi. Mà đường dưới bên kia bây giờ họ tràn vào một cái là coi như là khỏi đỡ luôn ấy. Giờ biết rằng cái con Van Helsing ấy lộn, cái con mà gắn ga này nó có khả năng gánh tem rất là tốt. Nhưng mà nó phải có tanker kìa. Phải có tanker như vậy đứng Toro vào đấm trước ấy, mình đứng đằng sau mình bút bùa thôi, sướng lắm. Rồi xong, rồi xong, rồi xong, rồi xong, rồi xong. Rồi xong. Tập luôn. Ơ bạn còn đứng im, đứng im này cho bạn chết nhá. Dám đùa giỡn với tớ à. Và trận đấu ngày hôm nay kết thúc đây rồi, mình sẽ chơi thêm một trận nữa nhá. Mà lâu này mình cuối cùng cố gắng lắm thì cũng chỉ được cái MVP màu đỏ thôi, MVP của Toro. Bạn ấy AFK từ đầu trận cuối trận, sao bạn ấy không hiện được cái chữ thằng người chạy nhở, kỳ vậy ta. Có 2.1 thôi kìa, vãi. Nắng mề. Trận đấu xui vãi trưởng ra. Ok, mình sẽ chơi thêm một trận nữa nhá.
Đấy, mở gan ga của mình đây, pick xong rồi khóa luôn. Đấy, vãi ở trưởng. Vãi năm bạn này chơi vị tướng Natalia luôn kìa. Hay là Natalia hồi nãy ở bên kia ta. Đừng nói với tớ là chính xác luôn nhá. Tớ hơi bị vui đó. Kệ không sao. Hôm nay nếu bạn ấy đi đường giữa thì mình sẽ đi cùng với cả AD nhá. Tại vì đang làm clip mở gan ga, làm trọn vẹn cho nó từ đầu đến cuối luôn. Hả? Gì vậy? Bạn chát cái gì đấy? Ủi 800 trận luôn kìa, gì thế? À đây cũng được, sao đâu. Nói chung là đánh mà kem mà hiểu ý nhau thì rất là dễ dàng. Ba cái tốc biến. Mày câm đi. Mày câm đi. Mới vào chơi đánh nhau đã cãi nhau rồi. Đùa. Bên kia có Ali kìa. Natalia kìa. Violet kìa. Dù béo kìa. À chít. Vãi cả à chít. À chít mình thấy khá ít người sử dụng nó. Cái trang phục của nó màu trắng trắng đẹp hết. Hôm nay mình để xem trận này mình đi đâu đây. Hindu bạn ấy cầm cái tốc hành á. Hindu cầm tốc hành á. Kỳ á. Thế mình nghĩ thì cái du lên cầm cái bục phá cũng được, bục phá ngon. Với cả cái gì mà nó cấp cứu đi ha. Cái du thường thường là cầm bục phá cấp cứu. Chứ ai cầm tốc hành bao giờ, tốc hành làm gì? Thì kệ bạn, không sao, không quan tâm. Mình phải đó chiến đấu cả. Bạn này bạn thích đi Azmit à? Nhường cho mình được không? Không nhường thì thôi, em gì ghê chứ à? Hôm nay thì nếu mà bạn ấy đã đi đường giữa này thì mình sẽ đi đường trên, mình hỗ trợ AD luôn nhá. Kệ, tới đâu mà tới. Không sao hết, quá bình thường. Chuyện nhỏ như con thỏ. Cái kia mà hổ báo có chuột mình thúc luôn ấy, đùa. Đánh nhau thật luôn kìa. Vãi. Nếu bạn ở đường dưới thì mình lên đường trên, mình lấy trụ thôi. Mà hết lấy rồi, mình sẽ đi ăn con quái rừng luôn. Ăn quái rừng cho nó lên cấp mới lại được tiền nữa, ngon. A chít kìa, hổ báo lắm. Nhìn thấy cái màu là biết rồi, mình nhìn cái mặt là mình nghi rồi. Cái mặt đằng đằng sát khí, không thể trốn đi đâu được hết trơn ấy. Nào, bước ra đây, đánh nhau đi, đừng có ngại ngùng. Ngại ngùng làm cái gì không biết. Bước ra đây đi, oh man. Bước ra đây đi. Vậy mà vẫn không ấy nhỉ? Làm sao? Lấy trụ, cố gắng lấy trụ mà không nành nhá. Thôi đi ăn rồng đi. Tại sao ăn rồng đi anh em ơi? Trời ơi. Ủa rừng mình đâu rồi? Sao lại chả thấy ăn rồng giấy như thế này? Người ta phải lo ăn rồng với chứ đùa. Bạn tính bỏ ăn rồng luôn hay sao? Mà bỏ rồng mà ăn rơi à? Vớ vẩn nhờ. Thôi biến về cho nó máu lửa đi. Thôi về một cái mấy công trụ nát nữa. Đời em lại tiếc ngẩn tiếc ngơ ra. Tính ra bây giờ thì bây giờ cái trụ đầu ngon rồi đấy. Mất con rồng rồi, đen quá. Ôi xong. Mày quá vẫn chưa chết kìa. Hên đấy nha.
mình sẽ lên đôi giày Hermes để cho chạy cho nó nhanh nhá, đi ganh đồng độ cho nó máu. Đấy, chứ nếu như mà mình cứ đứng mà lù lù một chỗ hay sau này sẽ rất là thiệt thòi cho mình chứ chả cho ai hết trơn ấy. Cố gắng chết này. Oh man. Ê, có bùi xanh luôn kìa, thơm. Cho xin bùi xanh na. Xin bùi xanh na. Đấy. Còn gì đâu em. Ân tình xưa xem như là một giấc ngủ chiêm bao. Giờ này em vui bên người ta, bên sang dầu vui nhung lụa ngập đường em đi. Oh man, choáng em đi. Anh không trách duyên mình sao quá yếu đuối vậy nè, nhưng anh trách em rằng sao em không dứt điểm anh vậy, sao em cho anh sống làm chi. Vậy là em đã chết hết rồi còn gì nữa đâu. Chết cả hai mạng luôn, sung sướng. Cố lên cái trụ ấy. Mạnh chưa? 4-0 luôn rồi đấy mà mình quất được hai mạng luôn. Ê, mày đừng hỏi luôn đấy nha. Này, trống này. Ê, có chuối. Vai. Trời ơi, ai biết đâu ra tới phải nó đẹp thế nhở. Ủa sao bên kia con cái. Ồ man, chết ngắc em luôn rồi. Vai trưởng với con Zuka lao vào một cái mạnh mẽ thật đấy chứ. Zuka lao vào mình đỡ không được luôn ấy. Với lại máu ít quá. Với lại thân yếu thế cô. Nó mỏng manh trong sáng lắm. Rất dễ bị tiêu diệt. Hay còn gọi là tiêu diệt nhân chứng. Rồi cố lên, hiện tại mình giết 2 và chết 1 thôi. Cũng chưa gọi là cái gì khó khăn cả. Team mình bây giờ cũng đang cố gắng thôi chứ cũng chưa dám khẳng định là trận này sẽ như thế nào. Nhưng mà đánh càng về sau thì team mình càng có lợi. Tại vì vị tướng của Ganga này nó có cái độc phát công tâm rất là lợi hại luôn ấy. Cho tớ đi, cho tớ nè, ngon, có bùi xanh luôn rồi. Tuyệt vời. Lao vào rồi, em ấy lên bảng đánh số luôn rồi. Còn mình thì vẫn cứ đầy cây máu thôi. Hết máu là mình cứ bật chiêu 2 thoải mái. Tại vì con này nó có cái nội tại mùi máu của nó khá là lợi hại. Thành cho cả mình cũng như là cả team luôn. Bút một cái cả 5 người hồi máu luôn ấy, ghê không? Chơi này qua ăn bùa giúp bạn luôn ấy. Con người nó tốt đến thế ở cùng với rồi gì nữa. Mà mới vào bạn ấy đã khóc lóc ôm sùm mày. Kỳ cục quá đấy mất thôi. Nào làm sao. Văn sinh bộ này mạnh nhờ. Bán sướng thật luôn ấy. Công nhận luôn. Không giống như là những mùa trước yếu đuối. Yếu rất mùng tơi ra, mùa này mạnh. Tăng tập đánh nữa, sao hồ mà nhảy múa bắn. Anh ấy bắn nhanh chứ bộ. Văn sinh ấy nó bắn nhanh lắm ấy. Và bạn ấy nằm xuống luôn rồi. 1-4 luôn. Ô, sao chết vậy? Sao bạn chết vậy? Quá dễ dàng đúng không? Team mình hiện tại đang chênh lệch bên kia hết cả 10 mạng luôn mà. Không biết bên kia có gỡ được không đây. Nhưng mà theo như mình nghĩ thì cái con Morgana này đang về cuối trận nó càng mạnh nhá. Thì lúc đó gỡ thì càng khó khăn đấy chứ. Nhưng đó là cái vấn đề, đó là hai team đi cùng mà combat nhau. Còn nếu như mà đi riêng á, mỗi người một nơi thì có lẽ sẽ khác. Rồi. Lao vào. Oh man. Tôi biến rồi. Hình như bên kia không thấy mình hay sao á. Thấy mình mà ta. Thấy mình này. Thả một cái gần đây thôi. Đi vào là dính liền. Nhảy làm sao được. Slim mà nhảy làm sao được. Ồ, bưởi cùng giết tận à cậu. Tha cho nhau đi. Trời ơi là trời. Vẫn chưa lên được áo choàng băng giá. Hiện tại mình giết được 4 chết 1 và hỗ trợ 7. Vâng, cái tỷ lệ hỗ trợ này theo như mình thấy là khá là ok. Rồi mình lên được cái phiên mà có gáy rồi.
có mana với cả giảm thời gian hồi chiêu rồi. Đấy, đã vậy còn trâu nữa chứ. Quá đâu quên. Mình cái đó là cái không phải, không phải mana đâu. Nhầm. Cái đấy là cái mình lên cái áo choàng băng giá. Khổ quá. Này chống tự này. Áo choàng băng giá này được cộng 800 máu. Rồi được có 10% giảm thời gian hồi chiêu thôi. Nhưng mà được cái thì nó có cái nội tại khá là thích. Em mình win thôi. Thế thôi anh em ơi, 70 luôn kìa, vãi cả trưởng. Bạn ấy 70 luôn, Natalia 70 luôn. Làm sao mình KS được đây? Sao mà mình lại mất MP chắc? Nguy lắm á. Rồi, dính trưởng này. Bên kia xịt tương ớt. Xịt tương ớt này, này xịt tương ớt này, chơi này. Bạn chống cừ à? Chống cừ là bụng bự ngay. Đi đâu? Một phát chết luôn. Rồi, trời ơi, gặp em Butterfly em mới nhảy thì thôi. Bên kia làm sao mà chịu được. Rồi, và trận đấu ngày hôm nay sẽ kết thúc ở đây mất thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi nhá. Thấy mọi người yêu cầu vị tướng mở gan ga khá là nhiều, cũng khá là lâu rồi. Hôm nay mình mới làm được clip này. Rồi, mọi người xem video nhớ đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video clip giúp mình với nhá. Bye bye. Ôi trời ơi, sao mình không được 10 MP. Xem nào bạn ấy hơn mình được cái gì nào. Mày thấy mình hỗ trợ cũng khá là ok mà. 808, ui thôi thế thua. 719. 719 là 6, 69 là 15, bạn ấy 816 mà sao mà so bì được. Trời ơi. Bài game đu bạn gần bằng mình luôn kìa. Kinh thế. Rồi bye bye tất cả mọi người nhá.